Chào cả nhà. Đây là ca phun môi tế bào gốc collagen. Làm như đánh son luôn. Các bạn nhìn này. Rất là thực tế luôn. Cứ làm bình thường đi. Này nó không có ánh sáng nha. Ánh sáng nó hơi chói một tí xíu. Nhẹ nhàng. Không sưng không đau nha. Hơi hơi sưng một tí xíu nó. Không sưng thì không phải. Hơi hơi sưng một tí xíu nề do tê nhá. Bạn nữ này muốn phun môi màu bong ra như này là sẽ không phải đánh son nữa nè. Chỉ cần đánh một tí dưỡng thôi là rất là ok rồi, rất là đẹp rồi. Màu này là phun màu cam. Đỏ hồng pha với cả đỏ cam. Bong da sẽ rất là đậm, đẹp, không phải đánh son luôn. Cả nhà thấy đẹp thì là thả tim với cả like nè cho bạn này nào. Thank you, thank you. Ca bên này đang sửa lông mày. Sửa lông mày cũ. Bị trổ xanh. Đó, đang sửa dáng với đuôi. Cái đuôi lát nữa sẽ xóa đi này. Cái đuôi của bạn ấy hơi bị cụp. Đang sửa dáng mới. Quay này cho em phát. Em cứ làm bình thường đi. Vừa đang xóa dở cái đầu của bạn ấy. Cái đầu lông mày cũ của bạn ấy hơi bị vuông. Nên chuyên viên đang điều chỉnh lại cái đầu của bạn ấy. Cái đầu lông mày nó bị vuông cho nên đang điều chỉnh lại. Quay lại cái môi xinh đẹp này nào. Tim môi rất là tự nhiên luôn. Bong ra như đánh son. Không bị lộ giữa môi phun với môi bình thường. Bởi vì là môi đúng môi chuẩn tim môi của bạn ý. Cho nên bong ra sẽ rất là đẹp. Chị em nào muốn có bờ môi đẹp này thì hãy đến Học viện Thẩm mỹ Evasin nha. Đó. Môi rất đẹp luôn. Chắc chắn là môi đẹp bong ra sẽ rất là đẹp. Viện Thẩm mỹ Evasin sẽ sửa được những cái dáng lông mày mà bị hỏng, bị trổ xanh, trổ đỏ hoặc bị hỏng dáng. Và có thiết kế theo lông mày phong thủy cho tất cả các chị em. Các chị em muốn kinh doanh, buôn bán hay là muốn lên chức. Đó, có rất nhiều dáng lông mày phong thủy. Và bạn nào đang có nhu cầu học về lông mày phong thủy thì Evasin cũng có dạy cho các bạn nhé. Có khóa học lông mày phong thủy. Chuyên viên đang phủ bóng phủ collagen lên nha. Phủ collagen lên môi cho bóng môi. Đang phủ collagen nha. Đang giống như là đánh bóng đấy. Thì môi sau khi bong ra nó sẽ rất là bóng, mịn.
đó, đánh collagen nha, thêm collagen. Sau khi hoàn tất phun môi và màu cho khách hàng thì sẽ đánh bóng collagen. Cặp môi của chuyên viên đang làm đây là được 2 tháng nhỉ? Đó, mới được hơn tháng thôi. Mới được hơn tháng à? Ừ, mới sau 3 tháng là môi sẽ còn đẹp hơn nữa nha. Mọi người nhìn thấy môi chị ý không? Khi 3 tháng là sẽ ổn định màu môi nhá. Khỏi phải đánh son luôn. Không tốn tiền son mà không phải ăn chì. Và luôn luôn xinh đẹp ngay cả lúc lúc ăn cũng như lúc ngủ dậy. Nói chuẩn. Mọi người nhìn ngắm cả môi đang làm và môi đã làm. Anh ơi. Căng mọng luôn nha. Cả nhà nhìn thấy có đẹp không? À, sau 2 ngày nó vẫn còn hơi nề nề như này một chút xíu. Đến ngày thứ 3 là nó nhìn môi sẽ xẹp vào như là trông đúng giống như đánh son luôn. Ngày thứ 4 bắt đầu khô với hiện tượng là chuẩn bị bong và ngày thứ 5 bắt đầu bong. Sáu ngày là bong hoàn chỉnh môi. Chỉ việc bôi dưỡng thôi là sẽ rất là đẹp. 2 đến 3 tháng là màu môi bắt đầu ổn định dần nha. Bây giờ là thứ bổ dưỡng nha. Sau khi đánh bóng collagen thì chuyên viên sẽ ủ thêm dưỡng, có pha thêm tế bào gốc để cho môi mau lành. Bây giờ phun môi collagen tế bào gốc đang rất là phổ biến nhá. Bởi vì tế bào gốc khi chúng ta đưa vào môi thì môi sẽ rất là nhanh lành, nhanh bong và hạn chế vấn đề sưng viêm. Các bạn lưu ý khi sử dụng tế bào gốc là cái tế bào gốc mà đưa vào môi cho khách phải là tế bào gốc mà có thể làm điều trị lăn kim được đấy các bạn nhé. Stem cell ấy, các tế bào gốc chữ stem cell mà tế bào gốc mà chiết xuất làm từ thực vật hoặc là tế bào gốc động vật thì môi mới mau lành được nhá. Bởi vì khi chúng ta làm môi cho khách là các cái tế bào gốc trong vùng da môi nó đang bị tổn thương, nó đang bị mất đi, và khi chúng ta đưa cái tế bào gốc mới vào thì môi sẽ rất là mau lành. Các bạn sau khi phun môi xong lưu ý 2 ngày đầu tiên hãy nói cười thật nhiều nhá. Cứ nói chuyện bình thường để cho nó tan cái tê trong môi ra, để cho môi mình nó sau khi bong xong nó thoải mái, dễ chịu, nó không bị cứng môi nhá. Lưu ý 2 ngày đầu tiên sau phun môi chúng ta vẫn cứ nói chuyện bình thường. Nhiều bạn sau phun môi lại cứ hạn chế nói. Nhưng thực ra sau khi phun môi các bạn nói thật nhiều, nó sẽ tan cái tê đi nhá. Nó sẽ tan cái tê đi thì môi nó sẽ nhanh trở lại trạng thái bình thường. Chứ nếu các bạn cứ không nói gì cứ bịt khẩu trang, thứ nhất là rất dễ bị khẩu trang làm rất dễ bị viêm nhiễm, và thứ hai là kể cả sau khi bong cả tháng thì có khi các bạn cảm giác môi mình nó chưa thật đâu. Cho nên là phun môi xong các bạn cứ nói chuyện bình thường nhé.
nói chuyện bình thường. Và đến ngày thứ 3, thứ 4 là lại hạn chế nói, lúc đấy nó khô rồi, nó cứng môi rồi, nếu các bạn nói nó rất dễ bị nứt, giống như là chúng ta bị nẻ ấy. Cho nên lúc đấy thì chúng ta hạn chế nói. Và lưu ý là sau khi nào cảm giác cái môi của chúng ta mà nó khờ sờ, không còn đau nữa, ấn không còn đau nữa, tức là nó đang lành hết rồi, nó lành hết rồi, lúc đấy các bạn mới được bôi dưỡng nhá. Lúc đấy các bạn mới được bôi dưỡng để cho nó bong ra. Chứ nếu mà cái môi của bạn nó chưa lành, chưa lành các cái vết thương, chưa khô, chưa sờ vẫn còn đau mà các bạn bôi dưỡng, nó sẽ bị rộp lên, sẽ bị dễ bị mụn nước. Lưu ý là giữ môi thật khô cho đến khi mà môi nó lên vẩy, nó không còn đau nữa nhá. Mọi người ấn và dặn khách hàng là ấn vào môi mà thấy đau thì là chưa được bôi dưỡng. Cái đấy rất là quan trọng. Bôi dưỡng sớm là nó rất dễ bị lên mụn nước nha. Đó, môi rất là đẹp luôn, mịn luôn. Đây là tác phẩm của chị Oanh, quê Hải Dương. Chắc chắn là mỗi môi sau khi được làm xong sẽ có những quản lý và chuyên viên cao cấp để kiểm tra lại toàn bộ quá trình làm của các bạn chuyên viên. Cho nên khách hàng có đến làm tại Evasing thì cũng rất là yên tâm nhá. Khâu kiểm tra sẽ kiểm tra kỹ càng từ khâu bắt đầu đến khâu kết thúc để hoàn thiện cho khách hàng có những tác phẩm đẹp nhất. Kết thúc. Ok. Em ơi, của em xong rồi. Nói chuyện bình thường nha. Chị lau xanh răng cho bạn ý đi. Đang quay không lau đi. Bạn nào có nhu cầu muốn làm môi collagen hay tế bào gốc thì liên hệ nha, liên hệ sớm nha. Tại Học viện Thẩm mỹ Evasing, địa chỉ 292 Bùi Xuân Trạch, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Evasing có 3 cơ sở, là cơ sở ở gần Metro, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 292 Bùi Xuân Trạch và Văn Cao Ngô Quyền Hải Phòng, tự dưng quên mất cả số nhà nữa. 231 Văn Cao Ngô Quyền Hải Phòng. 3 địa chỉ làm phun xăm thẩm mỹ của Evasing nha. Ca này đang sửa lông mày cũ hỏng. Giờ là chuyên viên đang sửa cái dáng cái phần xử lý cái phần lông mày cũ hỏng của bạn này. Sau đó sẽ phun mới. Chúng ta sẽ xử lý nền cũ lông mày hỏng đi. Xử lý hết cái phần chỗ màu đi, sau đó chúng ta mới được phun mới lên. Thì sau khi bong ra thì nó mới tẹp màu. Chúng ta mới muối đi em. Lưu ý cho chị này, không đánh răng trong vòng đến khi nó lành nặng lại môi. Chỉ xúc miệng nước muối và lau răng và nhai kẹo cao su cho nó sạch sẽ thôi nhá. Tại vì trong cái lấy răng nó có băng này phải. Em ơi, phun môi chị đi khung, đi viền, đi nét khung bằng kim 1, còn chị phun bằng kim 3 tròn nha. Mi nương, chị phun bằng kim 3 tròn, còn đi viền với cả đi ôm sát nét viền thì sẽ đi bằng kim 1 để rà soát lại cho nó kỹ nha. Ở đây là chị hướng dẫn các bạn là phun thì chúng ta sẽ phun bằng 2 kim, tức là mỗi môi 1 kim. Chúng ta nên thay kim trong quá trình làm để cho tránh bị cùn, thì làm nó sẽ nhanh và sắc nét hơn. Bạn ấy đang xử lý lông mày cũ. Không hề đau nha. Em làm kim 1 à?
Nhân thêm 10, con làm thêm 3 đi nha. Đi thêm 3 cho nha. Đấy, mình lấy thêm 3 hôm nay mà. Lông đồng đi. Lông mày thì với lông mày phun tán bột thì chúng ta dùng kim 1, nhưng mà lông mày cũ sửa, lông mày cũ hỏng ấy thì có thể các bạn mình sẽ dùng kim 3 dẹt cho nhanh nha. Lông mày này đang bị hỏng, hỏng dáng, hỏng màu, đang sửa nha. Còn phần xóa nó mày nữa, cái đầu của bạn ấy nó bị vuông này, cái đuôi hỏng này. Đó, xóa sẽ là để xóa sau cùng nha. Bây giờ nó sẽ hơi sưng tí, lúc đầu là xong sưng thế nào, bây giờ nó hơi sưng này này một chút xíu. Đây các bạn nhìn hai cái môi này. Một cái môi vừa làm xong, và sau khi cái môi làm môi này bong nó sẽ màu, nó sẽ gần gần tương tự như cái môi này. Đó. Là đây mới có được hơn 1 tháng thôi, 3 tháng màu còn tươi đẹp hơn nhiều. Đó, Eva xinh, môi ai cũng đẹp nha. Nói chuyện nhiều mà em nhé, để cho nó tan cái lê đi. Cái ngòi ba chứ. Đây em ơi. Bạn nào thắc mắc thì có thể inbox hỏi nhá. Tạm biệt các bạn.